Hello mọi người, hôm nay đi đường thấy vắng vắng, vui vui chia sẻ đến mọi người một cái video nói về khởi nghiệp. Thế nào là khởi nghiệp làm sao cho thành công, khởi nghiệp đầu tiên như thế nào để cho chúng ta tồn tại. Thì đây là cái video dưới góc nhìn cá nhân của mình, bản thân mình cũng là người đang khởi nghiệp. Hai bên Vin có một cái câu slogan mình thấy rất là hay, nó mãi mãi tinh thần khởi nghiệp, mình thấy thực sự hay. Cái câu đấy nói đến là gì? Mọi người, tất cả chúng ta, ai cũng có quyền khởi nghiệp. Nghĩ rộng hơn, khởi nghiệp thì chúng ta mọi ngành nghề đều có thể khởi nghiệp được, mọi số vốn đều có thể khởi nghiệp được, mọi giá trị đều có thể khởi nghiệp được. Nhiều người này cứ sợ cái vấn đề khởi nghiệp là phải như này, giao to búa lớn, kiến thức này kiến thức kia, ông này bà lọ thì mới là khởi nghiệp. Không phải, mình thấy mình bản thân mình ấy, từng đã là người đi xe đạp, sau đó mình đi xe máy, sau đó là mình đi xe hơi. Thế thì quá trình thì nó diễn ra như thế nào? Ngày xưa khi mình làm năm 2015 á, khi mình tốt nghiệp đại học á, thì thế thì mình phải kể từ 2010 đi, mình 2010 bắt đầu mình đi học đại học á. Mình thì đi học muộn mất 25. Thế thì đợt đấy mình đi học đại học thì mình tốt nghiệp trường mỏ. Nói thật là cũng thi trường đại học xây dựng nhưng trượt. Thế là vào trường mỏ để học. Vào trường mỏ thì được lửa kỳ. Sau đó thì mình nghĩ ra một cái là làm thế nào để chúng ta có thể, làm thế nào mình có thể là kiếm được tiền thu nhập thêm để làm thêm đấy. Nhưng nó phải ít thời gian, ít công sức thôi, nhưng mà nó phải được nhiều tiền. Mình nói cái câu đấy ra thì nhiều thằng bạn mình nó cười, nó bảo mẹ chỉ có điên cướp bằng buôn thuốc phiện. Thế thì kệ thôi, mọi người cười thì kệ mọi người. Sau cuối cùng thế là mình tìm ra đó là cái công việc gia sư. Mình gia sư 4,5 năm, cũng nghĩa là gần 5 năm ở bên Đông Anh. Thế thì khi mình đi xe đạp mình gia sư á, thì nhiều người ta cũng nghĩ này nghĩ kia á, nhưng mình cũng chẳng quan trọng. Thế là cái thời sinh viên mình cũng nhiều tiền lắm, nó nhiều tiền so với thời sinh viên thôi, so với anh em bạn bè thời đó thôi, những người bạn của mình. Thì loanh quanh đâu đó là cứ mỗi tháng được 2 đến 3 triệu. Ôi cũng nhiều chứ, cách đây mười mấy năm rồi nó cũng nhiều lắm. Đấy, cũng đưa bạn gái mình, mãi năm thứ 3 bắt đầu mình có bạn gái. Thì đưa bạn gái đi chơi, đi này kia được, đúng không? Đi mua sắm, đúng không? Mình thì không có thói quen xem phim, cứ buổi cuối tuần nên là mình đi chơi. À buổi đầu tuần, cuối tuần là đi làm, đầu tuần thì đi chơi, đấy thứ hai đi chơi, mình nhớ thường thứ hai đi chơi. Thì cái việc khởi nghiệp của mình nó cũng biết là để chia sẻ cho mọi người, để câu chuyện khởi nghiệp nói là nó sang mồm đấy, chứ còn thực ra nó cũng chẳng là gì cả. Nhưng có một cái là tinh thần ở đấy, nên là mình mới linh sang cái câu chuyện là cái câu của bên tập đoàn Vin ấy, họ nói là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp ấy, có nghĩa là mình không bị khuất phục. Thế khi tôi nhập đại học là sau đó thì cái chuyên ngành nghề của mình là chuyên ngành trắc địa đo đạc quy hoạch bản đồ ấy. Mình khá cứng về cái ngành đó. Bởi vì tốt nghiệp xong là mình đã làm được cái đấy rất là nhiều rồi. Đấy, trong quá trình năm thứ 3 mình đã biết đi phụ cái máy rồi, bởi vì ngày đó cũng không biết thế nào, chỉ biết bám mỗi cái nghề đấy thôi. Thì làm sao phải làm thật tốt, đúng không? Đấy, phải làm sao làm cho nó ra ngô ra khoai. Bám vào cái nghề đó khi mình tốt nghiệp mà, chẳng nhẽ mình đi ra sư mãi ư? Đấy thì học nghề đó thì cứng. Sau năm 2015 thì đi ra trường thì mình làm được 23 hôm thì mình lại nghỉ việc. Đấy, mình lại vì nghỉ việc cái công việc đấy, mình đi buôn, bởi vì mình được giao duyên đến việc đi buôn cái đồ Trung Quốc. Thế mình lại khởi nghiệp lần 2. Cái đợt mà cái ngành trắc địa mình làm cứng lắm. Ra trường là mình làm cứng, mình đo ở Tham City. Thế thì đến khi mà mình đi buôn đồ Trung Quốc thì nhiều anh cái anh chơi cùng với mình gọi là anh ấy hỗ trợ mình cái việc về nguồn hàng ấy. Anh ấy mình không làm được, nó nhìn mình cứ lắt choát, xong rồi nói chung là nó cứ bẩn bẩn đấy anh em ạ, nhìn trông nó cứ lôi thôi lích thách bẩn bẩn. Thế mình cuối cùng là mình vẫn làm được, mình làm để cho ba anh em nhà anh ấy là ba anh em cọc chèo chơi với nhau, thì họ cùng làm cái đồ chuông buôn đồ Trung Quốc đấy. Thế mình làm ngành đấy, thế mình làm cũng có tiền, cũng mở được 2 cửa hàng. Sau đó này mình lại bén duyên với ông bất động sản. Mình thấy người vợ mình, họ là người bạn gái mình ngày xưa ấy, bây giờ là vợ đấy, thì bạn ấy
bán một cái căn, mấy cái căn bất động sản nhưng kiếm được cả 100 triệu chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Đấy, thế mình bảo ổn, nó nhiều tiền quá, thế nào bạn mình và mình mới giới thiệu mình sang bên đấy, mon men sang đấy thì mình cứ đi giao hàng, xong rồi mình lên đấy mình chơi, thế mình gọi điện cho người ta. Thế khi mình gọi điện cho người ta quen rồi, bắt đầu là mình mới tập tệ làm bất động sản. Thế làm bất động sản thì mình vào đâu đó là mình vào, mình cả vợ mình bán được căn 10 tỷ. Thế là thì hoa hồng nó cũng được đôi mất hơn 100 triệu đấy, cả chung cư nó phải 200 triệu, nói chung là hoa mắt luôn. Thế là nhiều tiền của anh em, dã man luôn. Đấy là khởi nghiệp, đấy là khởi nghiệp về bất động sản. Thế từ lúc đó là mình có bán được dòng triệu đô thì bắt đầu lên, mà đến thời điểm này thì mình đang là người đi chia sẻ và chỉ vì là, bởi vì mình ngày đấy mình cố vấn ấy, thì mình đều làm về sản phẩm đầu tư thôi, chứ mình không làm sản phẩm để ở, nên là mình có kiến thức về đầu tư rất là nhiều, thực tập. Bởi vì ngày đấy nghĩ rằng là à, những cái tiền của khách hàng đó chính là cái tiền của mình chỉ thay họ để xử lý cái tiền đó thôi, thông qua các sản phẩm của các chủ đầu tư hoặc là đất bên ngoài thôi. Đấy, mình chỉ nghĩ mỗi đơn giản thế thôi. Và cứ dần dần mỗi một khách hàng, mỗi một cái người mình tiếp cận đó chính là những cái lần mà mình mài giũa, nó lần mình mài giũa về cái thương, các cái thương vụ đầu tư. Thế thì quay trở lại câu chuyện là khởi nghiệp, thì nhiều người là ta ngại cái câu chuyện khởi nghiệp phải như này như kia, phải khó khăn này khó khăn kia, nhưng không phải. Khởi nghiệp là những cái gì đơn giản nhất, là chúng ta có gì chúng ta làm đấy, chúng ta có tiền dùng tiền, chúng ta không có tiền thì chúng ta dùng sức, đúng không ạ? Tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi, đừng có nghĩ là trẻ thì mới khởi nghiệp, là không phải. Chúng ta nghe rất nhiều những cái câu chuyện ở trên thế giới, là nhiều cái chỗ mà là khởi nghiệp, là nhiều cái câu chuyện khởi nghiệp là người ta già rồi, đúng không? Thì khởi nghiệp ai cũng có quyền tự do để khởi nghiệp, ai cũng có cái chí hướng để vươn lên, ai cũng cần được cơ bản, là ai cũng cần mưu sinh. Và khi chúng ta có niềm tin, chúng ta khởi nghiệp bằng những cái gì chúng ta đang có thì chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ thành công. Bản thân mình chẳng có gì cả, mình không có gì ngoài niềm nhiệt huyết, ngoài cái sự nỗ lực và sự chăm chỉ. Còn mình không có gì, mình không giỏi hơn người ta, mình không có nguồn lực như người ta, đúng không? Thôi thì người ta làm được 1 năm thì mình 3 năm mình làm được cũng được, 2 năm mình làm cũng được, 3 năm, 4 năm mình làm cũng được, nhưng miễn sao mình không được bỏ cuộc. Thì đấy là khởi nghiệp rồi. Khởi nghiệp là một cái điều gì rất đơn giản, là chúng ta làm việc đó với một niềm khát khao tốt nhất. Và đặc biệt nữa là đã khát khao xong rồi chúng ta lại phải kỷ luật. Có nhiều người người ta không làm được bởi vì người ta không kỷ luật được. Không kỷ luật được. Mình thấy rất nhiều. Khác nhau ở đời nó chỉ là kỷ luật thôi. Nó chỉ khác mỗi cái đó thôi. Cùng là hai người anh em, nhưng vì sao có người lại thành công, có người không thành công? Cùng học ra một trong một cái ngôi lớp, một cái ngôi trường đấy, cùng một cái nghề đấy, nhưng ra thì có người là người ta thành công người này, có người thành công người khác. Có người thì người ta chọn an phận thủ thường. Mỗi cái đều có một giá trị riêng. Nhưng nếu chúng ta cũng muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn, muốn khởi nghiệp thành công hơn, thì hãy sử dụng những cái gì mà mình có sẵn đó. Nguồn lực mình có cái gì thì mình sử dụng cái đó đó. Mình không nên vội cái việc là mình cứ phải thực sự là có cái này có cái kia thì chúng ta mới khởi nghiệp, không phải. Đơn giản là làm những công việc đấy thôi, và đến một giai đoạn nó tích trữ được là chúng ta sẽ thành công. Ngày hôm nay tôi có thể làm bảo vệ, nhưng ngày mai chưa chắc tôi đã làm bảo vệ, bởi vì cái bảo vệ, công việc bảo vệ của ngày tôi ngày hôm nay đó là cái nền tảng, cái viên gạch đầu tiên để tôi đạt tiến tới đến cái mục đích cao hơn. Anh em nhìn rất nhiều những cái phim mà của Trung Quốc ấy, phim của Việt Nam ấy, rất nhiều những cái việc mà người ta khởi nghiệp, đúng không? Nó chỉ khác một điều là ở ngoài thực tế thì nhìn nó không được mỹ miều, nó không được cắt gọt, nó không được mềm mại như bên phim thôi. Nhưng nó cũng thế cả mà, nó cũng thế cả. Và cái lưu ý khi mà chúng ta làm sao để khởi nghiệp thành công ấy, chỉ có hai cái lưu ý nào thôi. Một là bạn hãy làm như ngày mai không có gì. Hãy làm hết sức mình, hãy làm đừng để ngày mai nó phải hối tiếc về điều gì. Nhưng các bạn phải làm đúng theo pháp luật, theo đạo đức thì ok, được chưa? Và cái lưu ý thứ hai nữa là gì? Khi các bạn đang khởi nghiệp thì nghĩ đơn giản thôi. Từ cá nhân mình mà nhìn thôi, chứ không còn nói nhiều cái gì đấy cả. Nhân chứng sống là mình, câu chuyện của mình chứ không phải câu chuyện của người khác.
Đấy, giống như kiểu mua bất động sản, mình làm mình code về bất động sản mà. Mình chỉ bảo mỗi anh em học viên của mình là cứ mua đơn giản thôi, mua con giống thật tốt cho nó ăn thật nhiều thời gian và cuộc sống của mình sẽ được hạnh phúc ở một vài năm tới. Còn thời gian này hãy lo cái công việc bên tay phải của mình là tốt, cống hiến cho xã hội, cống hiến cho giá trị của mình đến nhiều mọi người hơn, tốt đẹp hơn. Đấy, thì có hai cái lưu ý thôi là mọi người an nhàn lắm. Nhiều người bảo nghĩ này như kia, thực ra quay trở lại càng đơn giản thì càng hạnh phúc, càng đơn giản thì mọi người lại càng làm được. Còn nếu không đơn giản mọi người rất khó có thể làm, khó lắm luôn ấy. Bởi vì ngay trong đầu mình đã cảm thấy khó rồi thì làm sao mình chuyển ra thực địa được, đúng không? Giống như một cái bản thiết kế, bây giờ mọi người bảo là ui cái bản thiết kế này nó rối rắm lắm, nó không thể làm được như này như kia, thì làm sao các bạn chuyển ra thực địa để các bạn định vị được nó, đúng không? Còn khi các bạn có cái bản thiết kế rất ngon rồi nhưng mà ra cái môi trường địa thực địa nó lại bị sai số, thì chúng ta lại phải huấn luyện theo cái đấy để làm sao vừa phù hợp với bản thiết kế, vừa phù hợp với tình hình thực tế thị trường hay là cái thực địa đấy, để xây lên một cái ngôi nhà tuyệt vời nhất. Đối với mình, khởi nghiệp nó chỉ đơn giản như vậy thôi, cuộc sống của mình nó chỉ đơn giản vậy. Ai gặp mình thì mình cũng biết được cái câu chuyện đó rất đơn giản, bởi vì mình xuất thân trong một gia đình là gọi là thấp nhất của xã hội rồi. Thấp nhất của xã hội. Mình thì không phải là kể câu chuyện của mình ra để truyền cảm hứng hay là kể câu chuyện của mình ra để khoe khoang. Mình chẳng khoe khoang với ai cả. Ai cảm thấy nhìn nhận được điều đó thì chúng ta, thì người đó sẽ được học. Đấy, người ta học hỏi được. Người ta hạ thấp mình giống như biển cả. Vì sao người ta lại mênh mông bao la rộng lớn? Bởi vì nó thấp hơn tất cả mọi thứ. Vị trí nó thấp hơn tất cả mọi thứ. Cho nên nó đón nhận được tất cả bao la những cái dòng nước, đúng không? Dù nước sạch, nước ngọt, nước mặn, nước bẩn, họ đều đón hết, cái biển nó đều đón, gọi là dung hòa hết, bao la bao dung hết. Nên đấy là một cái phẩm chất. Nên là khởi nghiệp đừng ngó nghĩ là có nhiều anh chị mình bảo là bây giờ mình 40 tuổi, 45 tuổi rồi thì khởi nghiệp gì. Đừng nghĩ như vậy. Đừng nghĩ như vậy. Tự nhiên thu chuột cái niềm đam mê của mình đi, thu chuột cái sự nhiệt huyết của mình đi. Tự nhiên mình làm mất cơ hội của mình đi. Ai cũng có cơ hội như nhau, 71 ngày, ai cũng có 24 tiếng, ai cũng sống trong cái bầu không khí này, cũng được hưởng ánh nắng sưởi ấm này. Đúng không? Thì đấy, cái câu chuyện khởi nghiệp hôm nay để thấy vui vui chia sẻ cho mọi người, để làm sao là cũng góp phần là này, mọi người tham khảo được điều đó để phục vụ tốt nhất cho mình. Được không ạ? Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.